Bài báo mới đây của CNBC cho biết, tình trạng du khách chỉ đến chụp một vài bức ảnh, đăng lên mạng kiếm lượt like, lượt view, rồi rời đi luôn. Đây tạm gọi là ngành du lịch kiểu KOL, tức là chỉ check-in một địa điểm nào đó rồi đăng ảnh lên mạng, tạo ra một cơn sốt cho địa điểm đó. Cùng với đó là sự phát triển của các căn hộ cho thuê giá rẻ, khiến du khách đổ tới các địa điểm mà họ thoáng thấy trên Instagram hay TikTok. Và xu thế này đang gây mất cân bằng trong bản đồ du lịch. Pháp là quốc gia thu hút du khách nhất thế giới, nhưng tới 80% hoạt động của du khách khi đến đây chỉ tập trung ở 20% các địa điểm trên cả nước. Nghĩa là một số nơi du khách bảo nhau tới cực kỳ đông, dẫn tới tình trạng dân số địa phương chỉ vòn vẹn hơn 1.000 người, còn du khách lên tới 10.000 người mỗi ngày. Như là thị trấn Etretat với mỏm đá vòng cung nổi tiếng này. Và đáng thất vọng hơn là du khách đông như thế, nhưng không đem lại lợi ích kinh tế đáng kể nào cho vùng này. Du khách đến vào buổi sáng, rồi đi vào buổi chiều. Họ không nghỉ qua đêm và sử dụng dịch vụ nào cả. Họ còn xả rác và lấy đi rất nhiều sỏi ở bờ biển để làm kỷ niệm. Nói về quá tải du lịch thì cũng không thể bỏ qua thành phố Venice của Italy. Chính quyền Venice mới tháng trước đã thông qua một mức phí 5 euro dành cho du khách trên 14 tuổi đến thăm thành phố trong ngày. Chính quyền cũng đã cấm các du thuyền loại lớn lưu thông trên hệ thống kênh đào của thành phố.